Chương trình với khán giả NTV đầu tiên của năm mới 2014 xin được gửi lời chào trân trọng và kính chúc quý khán giả một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Và hơn hết mong quý khán giả ngày càng gắn bó và luôn ủng hộ các chương trình của NTV. Thưa quý vị và các bạn, nhằm không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình, đáp ứng nhu cầu nghe, xem của quý khán thính giả. Năm 2014 này, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã có nhiều đổi mới khung chương trình. Những thông tin mới nhất về sự thay đổi sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng phong phú, năm 2014 khung chương trình phát thanh sẽ tăng thời lượng 30 phút một ngày. Trong đó, việc tiếp âm chương trình phát thanh quân đội vào 6 giờ 30 phút hàng ngày là một nhu cầu không thể thiếu, không chỉ đối với lực lượng vũ trang mà của đông đảo thính giả. Đối với các nhu cầu mới của thính giả trong thời đại bùng nổ thông tin, nhất là đối tượng thanh niên, thiếu nhi, đồng thời tăng cường những chương trình thiết thực và phù hợp với tâm lý của thính giả, người cao tuổi và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, nhất là bà con các dân tộc thiểu số. Còn đối với khung truyền hình, để đảm bảo tính toàn diện, đa chiều về thông tin trong nước và cả quốc tế và có thể cung cấp những thông tin mới nhất trong mỗi buổi sáng, năm 2014, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tiếp sóng chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam từ 6 giờ đến 6 giờ 20. Tiếp đó mới đến bản tin sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đối với phim truyện, tăng thêm khung phim mới lúc 16 giờ 15, khung giờ phim buổi trưa 12 giờ 45 chuyển sang 13 giờ 05. Cùng với đó là việc tăng cường các sân chơi cho lứa tuổi mầm non, thanh thiếu nhi và một số chương trình giải trí cuối tuần. Một chương trình mới có tên gọi Công nghệ và cuộc sống vào thứ Bảy tuần 1 và tuần 3 của tháng và 20 huyện thành thị sẽ có thêm trang truyền hình. Ngoài ra, khung chương trình còn có một số thay đổi khác như tăng các buổi phát các phim tài liệu ký sự. Cùng với những thay đổi về nội dung, nhiều chương trình của đài trong năm 2014 cũng sẽ được thay đổi về cách thức thể hiện nhằm đáp ứng nhu cầu nghe, xem ngày càng cao của quý khán thính giả. Thưa quý vị và các bạn, tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 33 vừa diễn ra thành công tốt đẹp tại Quảng Ninh với 5 tác phẩm đạt giải, trong đó có 2 giải vàng, 2 giải bạc và 1 bằng khen. Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An vinh dự là một trong 3 đơn vị có số lượng tác phẩm đạt giải cao nhất Liên hoan. Để có được những tác phẩm xuất sắc ấy là cả một sự lao động sáng tạo và đầy tâm huyết của cả một tập thể, từ đạo diễn đến từng cá nhân tham gia tổ chức sản xuất. Nhiều ý tưởng hay đã được xây dựng, nhiều cảnh quay sinh động đã được thực hiện với lòng yêu nghề. Với những cảnh quay khó, lột tả sinh động một vấn đề nóng hiện nay là bảo vệ những đàn chim trời. Tác phẩm Chim trời về đâu đã được nhà báo Thanh Hùng ấp ủ trong 2 năm. Bắt tay làm đề tài này, không dễ anh có được những cảnh quay tái hiện đầy đủ các cách thức săn bắn chim trời hiện nay. Cái đề tài về chim trời về đâu thì ngay từ đầu khi thực hiện thì tôi cũng xác định là nó là một đề tài khó. Nhưng mà vì là trong cái quá trình tìm hiểu thì thấy cái người ta săn bắt chim trời nó quá tàn khốc, thành ra tôi vẫn ấp ủ suốt 2 năm trời để thực hiện cái bộ phim này. Tuy vậy mà khi thực hiện thì mới vấp vào một nhiều khó khăn. Mà cái thứ nhất là cái cách săn bắt của người ta. Ngày xưa thì người ta chỉ dùng nhựa để bắt chim cò khi mùa chim chú tru bay về, nhưng bây giờ thì người ta bắt bất cứ lúc nào. Mỗi mùa người ta đều có một cái cách săn bắt riêng, và cách săn bắt của họ thì nó mang cái tính chất hủy diệt rất là cao. Thế để có được những cảnh quay đó thì trong quá trình triển khai bộ phim ấy, thì tôi phải đi tìm hiểu từng cái vùng, lân la với những cái người săn bắt chim để làm quen với họ trước, rồi sau đó tôi coi như là cùng với đồng nghiệp, về thậm chí là bản thân phải thuyết phục một số người. Để rồi mà thậm chí là có rất nhiều cảnh quay trong phim là phải quay trộm. Chứ còn khi mà người ta phát hiện ra cái máy quay thì người ta tìm cách xô đuổi, thậm chí là dọa đánh. Nhưng mà vì là những cái đàn chim thì tôi vẫn quyết tâm làm cái bộ phim này. Tính nhân văn của tác phẩm là đã gửi được thông điệp cảnh báo và ngăn chặn được nạn săn bắn chim bằng chính những hành động đẹp của những người đang ngày đêm có ý thức bảo vệ chúng ở phần sau của tác phẩm. Từ những thành công của những người nông dân sẽ thức tỉnh mỗi một cá nhân trong cộng đồng, hãy chung tay bảo vệ những đàn chim yêu thương.
là một trong hai tác phẩm đạt giải vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 33 của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hồn Anh ngủ nơi thắt lưng em là tác phẩm của nhóm tác giả Xuân Lộc, Ngân Huyền và Thế Toàn, Phòng Văn nghệ Giải trí. Đây là một tác phẩm ca nhạc được dàn dựng công phu với những giai điệu mông về đề tài tình yêu đầy ý nhị và tha thiết. Tác phẩm đã thuyết phục được các giám khảo để giành những điểm số cao nhất, đạt giải vàng Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 33. Đối với nghệ sĩ ưu tú Bùi Xuân Lộc, đây không phải là lần đầu tiên các tác phẩm do nhà báo làm đạo diễn đạt giải vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc. Nhưng nếu những tác phẩm dự thi trước đó được đạo diễn khai thác về đề tài tình yêu trong chiến tranh thuộc thể loại ca múa nhạc, thì lần này tác phẩm được khai thác đề tài mới và thể loại mới về tình yêu và bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Tình yêu người Mông nó rất là chân thật, đầm thắm. Và cái dân ca Mông khi nói về tình yêu thì nó cũng có những cái câu rất là hay. Thì ví dụ như nó có cái câu là đêm đã qua, sao lượn vòng đổi chỗ, ngày đã rạng, lối đi đã tỏ, anh lấy bước chân về nhà thì hồn ngủ nơi thắt lưng em. Đấy, thì từ cái từ của cái câu dân ca đó ấy, thì tôi phải nghĩ đến cái tình yêu của người Mông. Thì làm cái chương trình thì tôi cũng lấy cái tít là hồn anh ngủ nơi thắt lưng em để ca ngợi cái tình yêu của người Mông. Và người Mông ấy, tại sao lại đặt cái tít đó? Người Mông mà khi người ta yêu nhau ấy, thì khi mà đã thật sự là người của nhau rồi ấy, ví dụ như anh là bản thân của đối vợ chồng, thì người ta đến có thể là người ta lấy cái, vì người con gái người Mông ấy, thì người ta có thắt một cái bọc, cái gọi là cái gối ở sâu lưng ấy, để cho cái lưng khi nào cũng thẳng. Đấy, thì khi mà anh đang người thân rồi thì người ta có thể người ta lấy cái thắt lưng đó, tức là cái gối ở phía đằng sau lưng ấy, người ta kê cho anh ngủ. Đấy, mà thường là người Mông cũng thế, khi mà đã yêu nhau rồi ấy, thì khi anh đến thì người ta lấy cái người phụ nữ người Mông, người ta lấy cái thắt lưng đấy, người ta kê cho anh ngủ, tức là muốn ý nói tức là luôn luôn anh là luôn luôn cái người mà người ta cảm thấy rằng là rất là trân trọng, rất quý mến. Thì những cái đó nói lên để làm nên cái tác phẩm về tình yêu của người Mông. Cùng với hai giải vàng, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An còn đạt được hai giải bạc là tác phẩm Vượt Thủng của nhóm tác giả Hoàng Quyền, Trần Minh, Trường Ca, Phòng Thời sự. Khúc Đồng Giao Cho Em, nhóm tác giả Phương Thúy, Thế Toàn, Phòng Văn nghệ Giải trí. Và một bằng khen cho phim tài liệu Người hóa giải nọc độc rắn của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Kỳ. Đây là một kết quả xuất sắc thể hiện sự tâm huyết, đam mê, sáng tạo và nhất là khả năng bắt kịp xu hướng làm truyền hình hiện đại của đội ngũ phóng viên, quay phim và kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, không thua kém các đài truyền hình lớn trong cả nước và các đài truyền hình khu vực của VTV. Với các chương trình phát thanh truyền hình ngày càng được đổi mới, có tính chiến đấu cao, nhiều vấn đề nóng, vấn đề được dư luận quan tâm đã được Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phản ánh trong các tác phẩm đạt giải thưởng cao trong các kỳ liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc, giải thưởng báo chí chất lượng cao. Điều này đã khẳng định chất lượng và vị thế của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trong hệ thống truyền hình toàn quốc. Và đây sẽ là tiền đề để đài nỗ lực phát triển, đáp ứng chức năng của một đài phát thanh truyền hình khu vực. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ tốt nhất nhu cầu nghe xem của khán giả, trang thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An với tên miền truyền hình nghệ an.vn vừa nâng cấp kỹ thuật dung lượng để khán giả có thể truy cập trực tuyến các chương trình phát thanh truyền hình trên các thiết bị cầm tay như máy tính bảng, điện thoại di động một cách đơn giản nhất. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2010, đến nay bình quân mỗi ngày, truyền hình nghệ an.vn có trên 20.000 lượt người truy cập. Nhằm đáp ứng nhu cầu nghe, xem trực tuyến các chương trình phát thanh truyền hình, hiện nay hệ thống kỹ thuật của trang thông tin điện tử đã được nâng cấp. Như vậy, giờ đây, chỉ cần có thiết bị kết nối Internet như điện thoại, máy tính bảng, khán giả sẽ được xem trực tiếp các chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An với tên miền truyền hình nghệ an.vn. Đây là một thuận lợi rất lớn cho khán thính giả, nhất là những người thường xuyên phải di chuyển. Việc nâng cấp trang thông tin điện tử cũng minh chứng cho những nỗ lực của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trong việc mở rộng diện phủ sóng trong điều kiện bùng nổ thông tin và nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân đã vượt ra ngoài màn hình TV và radio.
Ngay sau khi bộ phim Mặt nạ anh hùng kết thúc, NTV sẽ giới thiệu cùng quý khán giả bộ phim Trung Quốc có tên gọi Tiềm hành truy kích. Đây là bộ phim được vinh danh là phim truyện xuất sắc nhất tại giải thưởng truyền hình TVB 2011. Còn khốn này, mày hại tao thê thảm lắm. Chuyện này, đêm nay mày từ từ mà trả. Anh Khang, từ từ hưởng thụ, chút nữa tới em. Không chỉ có kịch bản xuất sắc, mạch phim nhanh, gay cấn, cảnh quay đẹp, hoành tráng. Phim còn rất thành công khi dung hòa tốt giữa yếu tố điều tra phá án căng thẳng với những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng không kém phần sâu sắc. Thông qua 30 tập phim sẽ giúp người xem có cái nhìn đa diện hơn về thế giới của các cảnh sát chìm trong giới xã hội đen. Phim được trình chiếu vào lúc 20 giờ 10 phút các ngày trong tuần, bắt đầu từ 12 tháng 1 năm 2014 trên kênh NTV. Bộ phim Tiềm hành truy kích. Dẫn chương trình truyền hình, một nghề có sức hấp dẫn những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, nghề cũng đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng khá lớn và tính cạnh tranh khá khốc liệt. Tình yêu trong sáng, một bộ phim Việt là câu chuyện xoay quanh nghề dẫn chương trình truyền hình sẽ được NTV gửi đến quý khán giả. Em đừng có hồi hộp quá. Em thấy run. Bề dày kiến thức, xử lý tình huống trực tiếp và tinh thần hợp tác là yêu cầu khắt khe của một phát thanh viên dẫn chương trình truyền hình. Thế nhưng hoàn cảnh xuất thân và khát vọng tôi sống khác biệt của Nhật Vi và Nguyệt Vi, đi. Hai MC trẻ trung xinh đẹp, khiến tính cạnh tranh trong công việc và trong hạnh phúc lứa đôi vô cùng kịch tính. Sự hy sinh vô điều kiện cho tình yêu của Minh Kiên, một quay phim xuất sắc đã khiến Nguyệt Vi, cô phát thanh viên xinh đẹp tài năng đang ở trên đỉnh cao danh vọng, thức tỉnh bởi những hành động ganh đua háo thắng của mình. Vậy thì cả tôi và cậu đều phải chạy đua rồi. Chúng ta phải cố gắng để một trong hai sẽ là người được chọn. Quý vị và các bạn hãy đón xem 30 tập của bộ phim Tình yêu trong sáng vào lúc 13 giờ 5 phút hàng ngày trên kênh NTV bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 2014. Và những cái thông tin về bộ phim Tình yêu trong sáng cũng đã kết thúc chương trình với khán giả NTV hôm nay. Mọi ý kiến của khán giả dành cho chương trình xin hãy gửi về chương trình với khán giả NTV, phòng biên tập thông tin điện tử, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hoặc có địa chỉ email với khán giả ntva@gmail.com. Và quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên trang web truyền hình nghệan.vn. Còn lúc này, Thu Hằng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.